Xin chào các bạn, hôm nay Kho Đá Sân Vườn sẽ giới thiệu tới các bạn một dòng sản phẩm ốp tường, đá ốp tường trang trí. Đó là đá bóc xanh rêu. Đá bóc xanh rêu này thì được khai thác từ các mỏ đá tự nhiên tại Việt Nam, với bề mặt bóc lồi, phân đá tự nhiên, màu sắc mộc mạc và đơn giản. Như ở đây các bạn thấy đang có hai kích thước là 10-20 và 15-30. Đây là kích thước 15-30. Thì ốp tường thực tế. Và đây là 10-20 ốp tường thực tế.